nhang trầm thơm quá bà con. Sau mỗi lần mà tôi hửi cái nhang trầm này đó nha, trời ơi, nó làm sao đâu á, nó thấy ấm áp mà nó bình yên dữ lắm. Bởi vì á, có nhiều người nói là cái nhang trầm này nè là nó thanh lọc, nó tẩy quế đó, tẩy quế những cái năng lượng xấu, những cái buồn phiền nó trôi đi hết đó bà con à. Bà con biết không, từ ngàn đời xưa ông bà mình nói rằng á, khi mình đốt một cái thứ gì mà nó mang ý nghĩa tâm linh đó, là nó sẽ truyền đến một thông điệp cho cõi vô hình. Chẳng hạn như mình đốt giấy tiền vàng mã nè, rồi đốt nhang, đốt trầm nè. Riêng một cái tập quán mà người ta gọi là đốt giấy tiền vàng mã mà bây giờ ai cũng đốt đó bà con, là cái người mà đốt á, là muốn cho người thân của mình á, được ấm áp nè, được hạnh phúc nè, được ấm no ở nơi chín suối đó bà con à. Nhưng khi đốt giấy tiền vàng mã nó cũng có một cái nguyên tắc nhất định nha bà con, chứ không phải là muốn đốt sao đốt, không có được đâu à. Mình mà muốn đốt á, là mình phải có nguyên tắc rõ ràng, chứ đốt mà không đúng nguyên tắc cái hậu quả nó dẫn tới cái chuyện khôn lường lắm bà con. Như tôi nè, ở nhà tôi đó ha, nhiều khi đó ha, cúng kiến ha, hay là có cái gì mà đám giỗ ha, tôi hạn chế đốt lắm. Bởi vì mình không có rành, mà mình đốt mà không khéo đó ha, mà không đến địa chỉ đó ha, đưa mà không đúng nơi đúng người đó ha, trời đất ơi, nhiều cái chuyện hậu quả nó xảy ra lắm bà con. Điển hình như một cái câu chuyện sắp tới của một thằng cháu tôi nè, nó tới đây nó kể cho bà con nghe về cái chuyện đốt vàng mã. Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy con ghé qua đây nghe Luân. Dạ. À, rồi uống miếng nước trà đi. Dạ, cảm ơn chú. Chú Hai mới pha đó, ngon lắm ạ. Nè, nó nghe nè, hỏi thiệt nghe, trả lời thiệt nha. Dạ. Dạo này con có bệnh hoạn gì không mà sao nhìn cái mặt con rồi lúc này nó xanh lè xanh lét như tàu lá chuối vậy? Có bệnh gì không? Dạ, con bệnh từ nhỏ mà chú. Ừ? Con đi bác sĩ hoài không có hết. Ừ. Nhưng mà dạo gần đây con có đi ông thầy Pháp ở An Giang á, người ta giải vong cho con thì giờ con đỡ hơn à. Cái gì? Con đi An Giang con đi giải vong hả? Dạ. Ủa bộ con có vong sao mà đi giải vong? Thì ra chuyện này xảy ra hồi còn nhỏ rồi, con không dám kể cho ai hết. À. Mẹ con cũng không dám kể luôn. Con sợ con nói ra người ta không có tha cho con á chú. Người ta là ấy hả? Người kia đó ha. Dạ. Ủa mà sao con biết có người kia đi theo con? Tại vì ngày 15 hàng tháng là họ tới họ đòi à. Mà sao con biết? Thì để con kể chú nghe. Hồi còn nhỏ là con hay đi theo mẹ ra chợ á. Mẹ con trả giá ghê lắm, đâu có ai ăn được mẹ con đâu. Nhưng mà có một thứ là mẹ con không bao giờ trả giá. Thứ gì mà không trả giá? Giấy tiền vàng mã á chú. Mẹ con nói là mình đốt giấy tiền vàng mã cho ông bà mà mình trả giá mình mang tội lắm. Đúng rồi, cái gì mua trả giá được, mua giấy tiền vàng mã mà đốt cho ông bà đó. Dạ. Là không được trả giá, đúng, đúng, nói đúng. Hồi đó là đám giỗ của ông của con. Ừ. Năm đó là con 12 tuổi. Ừ. Thì mẹ con mới kêu con là đốt giấy tiền vàng mã cho ông của con. Ừ. Thì chú biết là khi mà mình đốt á, thì mình phải ghi tên của cái người đã khuất lên trên đó. Ừ, người ta rồi. Biết người ta nhận. Đúng rồi. Còn nếu như mà mình không có ghi á, thì những oan hồn xung quanh người ta sẽ tới, ta giật đại. Đúng, đúng, đúng. Dạ. Rồi má bay, sai bay đi giết cái đó. Dạ. Giết cái tên đó lên để cái bộ đồ mà để đốt đúng không? Dạ đúng rồi. Ê, bay đừng nói tao, bay quên ghi đi nha. Quên ghi còn đỡ chú. Con ghi sai tên. Ghi sai tên. Ê, bay đừng nói tao là bay ghi tên người sống vô nha. Dạ vậy cũng đỡ á chú. Ông của con tên là Quý. Ừ. Nhưng mà con ghi sai có dấu à. Ghi sai dấu gì? Dạ con ghi thành dấu hỏi. Trời đất ơi, hết chuyện rồi. Bay còn gì bay sai đâu. Tự nhiên bay chuyển ông của bay từ chữ quý thành chữ quỷ vậy. Lúc đầu con nghĩ là sai có dấu không có sao đâu.
Rồi lúc đốt xong con mới biết là cái ý nghĩa của nó đáng sợ như vậy. Trời ơi, rồi cuối cùng sao, kể tiếp coi. Cái xong rồi đêm hôm đó con nằm con ngủ, mà con có cảm giác là có cái gì đó nó lạnh lạnh lắm. Cái xong rồi con mới mở mắt ra con nhìn. Thì con thấy cửa sổ nó mở tan quát à. Nhưng mà con chắc chắn là con ngủ có đóng lại rồi. Chắc không. Dạ lúc chắc. Đi ngủ rồi có nhớ là đóng cửa không nghe. Nhiều khi ông quên đóng cửa cái ông ngủ cái ông nói là ông đóng rồi. Chắc không? Dạ chắc chứ. Mà trong phòng á đáng lẽ là nó ấm lắm. Nhưng mà sao con có cảm giác chân con lạnh ngắt à. Có cảm giác như là có từng hơi nó phà xuống chân mình vậy đó. Xong rồi con mới hé mắt. Con nhìn xuống chân mình thì con thấy một cái thân người cao ơi là cao luôn, đầu đụng trên trần nhà luôn chú. Trời đất ơi, cái người vậy mà cao gì mà tới đụng tới trần nhà. Nếu mà tính ra từ dưới này mà đi lên trên đó là con coi cũng 4-5 mét là ngang. Mà cái người đó là có làm gì con không? Dạ không, họ đứng yên mà chú. Chà, vậy là chắc là quỷ rồi. Chứ ai đâu mà cao dữ vậy con, đúng không? Dạ con không có thấy được mặt của họ, nhưng mà con thấy được cái bộ đồ họ đang mặc. Nó y chang như cái bộ đồ mà con đốt cho ông con hồi chiều vậy đó. Rồi, như vậy là cái người đó cái tên quỷ rồi, đúng không? Ta nhận được cái bộ đồ mà con đốt cho ông của con đó, là người ta tới đó, người ta cảm ơn con đó. Dạ, ơn thì cũng có ơn đó chú. Sau đó một thời gian là họ cũng phù hộ cho con dữ lắm. Con thi được đậu vô trường cấp 2 luôn. Ôi vậy cũng được cái con. Trường cũng tốt lắm, nhưng mà chú biết thì họ đâu có đơn giản vậy đâu. Không đơn giản là sao? Bộ có chuyện gì hả? Cứ tới ngày rằm hàng tháng là họ cứ tìm tới con. Mà con nghe thấy tiếng thở như là giận dữ dữ lắm á. Rồi, chú hai hiểu rồi. Có nghĩa là con đốt cho người ta, thấy không? Giống như cái chu kỳ vậy đó. Con quen đốt rồi, thấy không? Mà con không đốt, con thiếu cho người ta, ta lợi ta đầu rồi đó. Bởi vậy mai mốt á, là con cúng người ta cái gì là mỗi tháng là phải cúng liền đó. Ví dụ tháng này là con cúng cái ngày đó, là tháng sau phải cúng đúng cái đó, không cúng là không được đó con. Rồi bây giờ đòi con vậy rồi con giải quyết bằng cách nào? Thì từ từ con cũng biết là người ta đến để người ta đòi con cúng thêm. Nhưng mà hồi đó con nghèo lắm, con đâu có tiền để mua đâu. Hồi đó con mất dạy lắm. Con đợi khi nào nhà con có đám giỗ á, thì con sẽ đốt giấy tiền vàng mã cho họ. Chứ con không có ghi tên của ông bà của con. Trời ơi, con chơi cái chiêu vậy luôn đó hả? Trời ơi, con chơi cái chiêu này cũng nghiệt rồi nha. Mới làm vậy con thấy không được rồi đó. Mà lúc đó con, nếu con không làm vậy á thì con cứ bị bệnh hoài luôn. Mà con để ý khi mà con đốt cho họ xong thì con lại hết. Ủa, trời đất ơi. Là khi mà con đốt vậy, con làm chuyện vậy là con hết bệnh hả? Nè nó nghe nè, mà sao vậy á? Con không nói thiệt với ba mẹ con biết, nói cho người lớn người ta biết. Nhiều khi người ta biết ta cách ta giải quyết cho con. Dạ tại con sợ, con đâu có dám mét cho ai đâu. Con sợ con, con mét con biết họ giữ, họ sẽ quở luôn người nhà của con. Mày nói như vậy rồi cái không lẽ bây giờ cái bay mỗi lần cái tới đám giỗ cái bay đốt cái tiền vàng mã cho cái người đó không à? Rồi không đốt cho ông bà thấy tội nghiệp bà bay quá. Tự nhiên cái ông bà bay không có quần áo người thấy tội nghiệp không? Mẹ con nói với con là mẹ con nằm mơ thấy ông bà than là đói quá lạnh quá. Thấy chưa? Con biết là do con rồi nhưng mà con đâu có dám nói gì đâu. Cái chuyện đó nó ám ảnh con một thời gian dài, đến tận bây giờ luôn á chú. Mặc dù là con đã được giải vong rồi nhưng mà trong lòng con lúc nào cũng cảm thấy bất an á. Thôi, bây giờ á, quan trọng là cái tinh thần của con, thấy không? Có tinh thần á, thấy không? Thì cái sức khỏe nó mới tốt, hiểu không? À, nghe chuyện của bay tao thấy cũng thấy thương á. Nhưng mà thôi, dù sao con cũng may mắn, cũng được đi giải hạn rồi, à, cũng hết bệnh rồi, đúng không? Nhưng mà tao thấy còn xanh lắm á nghe. À, ráng ăn uống bồi dưỡng vô nghe em con. Dạ, mặc dù giờ là con thấy con đỡ hơn, con
hết bệnh rồi. Ừ. Nhưng mà sao con có cảm giác như là họ vẫn còn ở đâu đây á chú? Vậy hả? Ừ. Nhưng mà hiểu được là được rồi. Thấy không? Người ta có câu có thờ có thiên. Nhiều khi á, những người ta đi như vậy á, không phải là người ta xấu. Nhiều khi người ta tốt, người ta phù hộ cho con làm sao? Hiểu không? Miễn cái gì á, mai mốt biết được như vậy á, ăn cái gì cũng giá người ta một tiếng. Hiểu không con? Dạ. Ừ. Rồi uống miếng nước đi. Dạ.